Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 3 sách giáo khoa trang 7. Đề bài như sau. Viết phương trình điện ly của những chất sau. Ý A, các chất điện ly mạnh. Bari nitrat 0,1 m. Axit nitric 0,02 m. Kali hydroxit 0,01 m. Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên. Ý B, các chất điện ly yếu HClO, HNO2. Đây là một bài tập viết phương trình điện ly có hai ý, ý A và ý B. Ở ý A là các chất điện ly mạnh, sau đó thì người ta yêu cầu chúng ta tính nồng độ mol của từng ion trong dung dịch. Và ý B là các chất điện ly yếu. Thì ở ý A, khi mà các chất điện ly mạnh phân ly thì sẽ tạo ra các ion, đúng nào? Phân tử sẽ bị hòa tan. Còn các chất điện ly yếu khi mà phân ly thì chỉ một phần tạo ra ion thôi, còn một phần thì tồn tại dưới dạng dung dịch. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 3. Ở đây, ý A, chúng ta có bari nitrat, đúng nào? BaNO3 hai lần. Khi mà bị phân ly sẽ tạo ra ion bari 2 cộng và NO3 trừ. Chúng ta cần cân bằng ở đây là 2, đúng không nào? Khi mà phân ly của các chất điện ly mạnh thì nó sẽ phân ly hoàn toàn. Chúng ta có 0,1 m. Thì khi mà bị phân ly hoàn toàn, thể tích không thay đổi. Chính vì vậy, nồng độ ở đây cũng sẽ là 0,1 m. Và ở đây tỷ lệ là 1:2 thì ở đây sẽ là 0,2 m. Rất là đơn giản, đúng không nào? Chúng ta lưu ý là chất điện ly mạnh thì sẽ phân ly hoàn toàn. Chính vì vậy, thể tích không thay đổi thì nồng độ giống như tương tự như số mol. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể viết với axit HNO3 tạo ra ion H cộng cộng với cả NO3 trừ. Tỷ lệ là 1:1, đúng không nào? Ở đây chúng ta có 0,02 m thì đây cũng sẽ là 0,02 m, đúng nào? Và cuối cùng là chúng ta viết với bazơ cao H sẽ phân ly ra ion là K cộng và OH trừ. Ở đây chúng ta có 0,01 m. Tỷ lệ là 1:1, chính vì vậy đây cũng sẽ là 0,01 m. 0,01 m. Rất là đơn giản, đúng không nào? Đó là ở ý A, chúng ta viết với chất điện ly mạnh. Còn ở ý B, khi mà chúng ta viết với chất điện ly yếu, đầu tiên là HClO. Thì với chất điện ly yếu, chúng chỉ phân ly một phần thôi. Vì vậy, chúng ta sẽ viết mũi tên hai chiều, đúng không nào? Tạo ra ion H cộng và ClO trừ. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ viết với HNO2. O2, đúng không nào? Cũng sẽ phân ly yếu để tạo thành H cộng và NO2 trừ. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau làm bài tập số 3 sách giáo khoa trang 7. Thế để làm được bài tập này, chúng ta lưu ý rằng đối với chất điện ly mạnh thì sẽ phân ly hoàn toàn ra ion. Còn đối với chất điện ly yếu thì sẽ phân ly một phần thôi ra ion, còn một phần sẽ tồn tại trong dạng phân tử trong dung dịch, đúng không nào? Chính vì vậy chúng ta sẽ viết mũi tên hai chiều. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.